cái chi phí có vài trăm nghìn thôi mà các bác bảo vệ được cái nội thất của xe mà bác không dán thì đúng là hơi đáng tiếc. Đây các bác có thể nhìn thấy là ở những dòng xe đời mới giờ hiện tại là những cái chi tiết lên xuống kính nha, và một số con nó sẽ là chi tiết nhựa bóng đấy. Và đây nữa này, phần cần số này, anh em rất hay để những cái đồ vật dụng nó sắc nhọn lên trên này đấy, đặt lên đây, hoặc là cái này nó kéo và sẽ xước đó. Nhưng mà anh em chỉ cần dán ngay một bộ PBM nội thất thôi nhé, máy cắt bằng máy cắt CNC, cắt theo đúng chuẩn form như này, và việc dán không phải tỉa tót gì trên cái này, và nó không gây xước. Và con này nếu đang đang mà dán xước mờ rồi, anh em có thể dán lên đè lên là sẽ không, nó mất hoàn toàn vết xước luôn đấy, rất là tiện lợi. Như dòng Mazda CX-5 thì đây sẽ dán những cái điểm như mặt màn hình giải trí này, màn hình trung tâm này, vị trí cần số này, đấy là những điểm nhựa bóng và những 4 điểm của lên xuống kính nhé. Anh em có thể thấy sau khi dán xong thì anh em có thể cọ xước thoải mái nhé. Rồi, và cái này dòng PVF này là dòng PVF của Nick, và nó sẽ tự động phục hồi lại cái vết xước cho anh em, cực kỳ đảm bảo cho anh em, và có dán là có bảo hành cho anh em, bảo hành 1 năm đầu tiên là nếu như bong chóc những cái lỗi này là bên em sẽ dán mới và thi công lại hoàn toàn cho anh em. Anh em yên tâm là bởi vì bên em có máy CNC nên em trực tiếp cắt bằng cái này cho anh em, nên anh em qua em dán vị trí nào cũng thể ra có thể cắt được nhé. Đấy, còn anh em dán đâu ạ, đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nhé.